Âu là nó hay hơn ở miền Trung Âu khác đó, là nó có thêm một con đường 12 mét. Lúc đó thì đã còn nhiều khách hàng có thể là sẽ ngủ ở đây, đậu xe ở đây, xe mua sắm, nó không bị Trung Âu khác nữa. Của đường Hòa này. Đúng rồi, thì ở đây thì một trệt ba lầu. Có nào xe mật không? Rồi, bây giờ là 5 căn đi. Rồi, bây giờ em biết thì sơ qua một chút xíu ha. Ở đây là shop house 7x18. Nó dài hơn là 4 mét thôi. Và xây dựng là một trệt ba lầu. Thì trường nó không sân vườn phía trước là 3 mét. Mình là nên là dùng gọi là kính ấy, không cần kính luôn, bây giờ là cái bạc đi chứ thôi. Đôi lúc mình cần mà để cho nó thoáng này, làm gì barbecue thì rất là tốt. Chứ còn bây giờ cái này nhưng mà làm cái tiền nó sẽ chắn gió đó. Thì chung cư của nó lấy cái này đó. Mà nó đang muốn bán cái gì? Thế cái này giá bao nhiêu? Giá của cái căn này là giá là bây giờ khoảng 21 là việc xuống thì là bên em đưa ra cái giá gọi là thấp hơn giá thị trường chứ còn, và bên em sẽ làm giá nữa, nhưng mà đó là cái giá chung là cái này mà đấy là phải ra công chứng đứng tên đấy. Tất nhiên bây giờ đối với chủ đầu tư này thì pháp lý đã đầy đủ rồi, là bây giờ là hợp đồng với chủ đầu tư. Anh hai căn Vương ạ, cái này gọi là hai căn, bởi vì Phương có thể để riêng một căn đường đi lên lầu, còn dưới này cho thuê. Chính xác à, đúng rồi. Giải phóng đối với đường điện bên kia thì không giải phóng mà chỉ có giải phóng.